xem. Em cho lên kem cho lên kem. Đôi bóng xưa này lẻ loi mình anh, tình đôi ta giờ mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước chân em xa. Rồi cô đơn mình anh bữa đăm thầm, buồn chơi với tình ơi sao vỡ tan. Anh đã xa rồi, anh chẳng thể rồi chẳng nghe giờ quất nó như ta quýnh đầu mày, quýnh đầu mày cho mày hiện hình lên, quýnh đầu mày cho mày hiện hình lên rồi con, cho mày chết như tao giờ chết đi, quýnh đầu mày cho thì mày hiện hình lên, cho mày chết như tao. Nghe như gò kêu được đi. Đang luyện. Quấn đầu mày cho mày hiện hình nó mới được. Đó, hỏi chị em bằng gì rồi đó. Gồng xương gan này chỉ ăn này chưa. Đó, ta có đựng gồng xương gan. Mà em ở đây mới hết pin, tức gì đâu. Được con đó ra hả? Ừ. Lên. Vô quất nó cho tao. Cho mày chết mày với tao. Bên mày bên nào? Bên đây. Bơ phát sushino. Lửa hả? Hai lửa. Ừ. Hai lửa, hai lá cây với hai lá cây. Quấn nghỉ mẹ đấu đi đấu yếu quá. Cái gì? Mẹ đấu với nó. Đấu trực tiếng. Đấu trực tiếng mấy thằng kia nó nghỉ rồi. Thì tìm thằng nào đó. Bơ phát sushino. Đấu với mấy bà ông bắn cái một chết này. Gì xe bỏ rơi mạnh dữ vậy. Ừ vậy. Má trơn pin. Còn được có 30% pin nè. Đang chơi game nè. No. Đánh cái một chết chưa? Nó level 45, ta level 47 rồi mà biết không? Nó làm sao mà đấu với tao được chứ. Đấu đó chục tiếng rồi đấu với máy. Đấu chục tiếng á. Con nào dở vậy? Có mấy đứa nó yếu thì mà mấy đứa mạnh thì vô nó quýnh tao cũng hiếp gì gà nói gì đó. Đi chơi đâu ngang bằng đâu. Ừ. Nào chơi trước kinh nghiệm nhiều. Nào trước kinh nghiệm nhiều mạnh rồi.
Thật là nó mạnh mà có khi nó sắp xếp được hình nó yếu á. Rồi máy xìu luôn rồi. Cho mày chết mày mà con dẹp. Một hit tới chữ con. Mạnh rồi tới nha. Phải lưu quân thì tao đánh rồi em. Lưu quân là công bằng nhất. Mạnh thằng tướng ra mạnh nào nó quá này nào lẻ tay ăn à. Có là cha mạnh luôn mới được. Mày luyện đi ấy đó, đấu hạng đó. Lên hạng lên đồ hoài chứ không. À mấy nhà mấy con boss này nó mạnh lắm rồi trời đó. Boss nó mạnh lắm cha nội. Đánh là mơ là gãy con nội với nó. Nhà mấy con quỷ này nè. Đưa mắt kinh nghiệm à. Mấy con quỷ này nó mạnh. Có mấy đứa nó yếu chiều à. Nè như mấy này yếu nè mày thấy chưa. Này nè. Đánh nó mới cộng điểm lên. Nó có level 58 rồi level 90. Dùng. Một hit một. Cái level 58 nó yếu người ta xa lắm. Này level 55. Ai quánh chứ? Rồi quánh trước rồi mà. Tao khiêu chiến tao quánh trước. Rồi nó khiêu chiến nó quánh trước. Mấy đứa trên mạng nạp lắm luôn. Ừ, có lắm. Qua tỷ không có đứa nữ. Bên này có kìa. Bên này nữ nhất mình nam mấy. Nam không luôn. Bên này có nữ rồi. Giờ tiếng nữ rồi. Okay.